Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khu vực chỗ này thuộc phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa quý vị. Nó nằm ở gần ngay khu vực chỗ cổng 2 Dốc Sỏi, cổng 2 sân bay Biên Hòa. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Giờ khoảng có 8 giờ sáng. Phú đang lang thang khu vực chỗ này quay video chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhé. Bây giờ Phú sẽ qua đường này, rẽ qua tay trái để đi vào khu vực Dốc Sỏi. Cái đường Dốc Sỏi em gọi là cái đường Phan Đình Phùng bây giờ đấy quý vị. Đây, Phú sẽ qua đường nhé. Quý vị thấy xe cộ buổi sáng nhộn nhịp không? Đây, ngay khu vực chỗ Bửu Hưng Tự đây, chùa Cô Hồn đây. Hôm nay thể theo yêu cầu của một số cô chú anh chị muốn Phú ghi hình lại ngay khu vực cổng 2 Dốc Sỏi, nằm ở gần ngay cái chỗ mà cái chợ nhỏ ở đây này, mọi người quen gọi là chợ nhỏ cổng 2 đó. Quý vị xa nhà lâu năm, vào cái dịp này thì không có về thăm quê hương được, cho nên muốn Phú ghi hình lại để quý vị xem với đỡ nhớ. Đây, bây giờ Phú sẽ đi một vòng khu vực này nhé. Thì Phú sẽ đi từ đây xuống tới ngay khúc nhà thờ Tin Lành, và Phú sẽ quay ngược ra đi lòng vòng ở ngay cái chỗ mà từ cổng 2 đi vào chỗ nhà thờ Tin Lành thôi. Quay cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ ha. Đó, tôi sẽ quay kỹ từng bên như thế này để quý vị xem được rõ hơn. Đây là cái hướng chúng ta đi vào bên trong chợ Biên Hòa này, bên phía tay phải. Chúng ta đi xuống một khúc ở ngay chỗ này thì có một cái đường gọi là đường Trịnh Hoài Đức. Nó là cái đường chợ đêm Biên Hùng á. Thì Phú sẽ quay đầu ngược ra và quay bên hướng bên kia cho quý vị xem. Bánh cuốn nóng, bánh ướt 20.000. Đây, Phú sẽ quay đầu ngược ra nha quý vị. Ngay chỗ này là cái đường Trịnh Hoài Đức đây. Đây, Phú sẽ qua đường nha quý vị ơi. Đây quý vị, chúng ta sẽ chạy ngược ra lại hướng cổng 2. Đây là nhà thờ Tin Lành đây. Nhà thờ Tin Lành. Và ngay khúc này là chúng ta bắt đầu quay ngược ra cái chợ nhỏ cổng 2 này. Xoài quá trời. Chợ nhỏ cổng 2 bán quá trời luôn nè, thịt cá rau củ quả đủ thứ, bà con đang đi chợ quá trời đông vui. Ở ngay cái khúc chợ nhỏ này thì nó có cái hẻm số 57. Cũng sẽ đi vào bên trong cái hẻm này quay cho quý vị xem. Đây, chỗ này có cái hẻm đây quý vị. Đây, đây cái hẻm ở trong này người ta cũng bán chợ một đoạn ngắn này nè. Chợ tao bán đoạn ngắn ở đây. Tôi sẽ đi thẳng cái hẻm này một đoạn, quay quý vị xem rồi quay ngược ra ha. Đây là có cái hẻm nhỏ, nó không biết đi đâu đây. Đây, tôi sẽ cứ đi thẳng cái hẻm này đi. Đi vào trong đây nè, quay quý vị xem. Đụng đầu đi đó thôi hả quý vị ha. Đây có cái hẻm nữa nè. Rất là nhiều cái hẻm nhỏ trong này. Thì con hẻm này là cũng thể theo yêu cầu của một số quý vị. Muốn Phú quay lại cho nên là Phú đi vào đây. Đây,
cái hẻm này tới đây là nó như là ngõ cụt rồi hay sao ấy. Đúng rồi, cái hẻm này tới đây là ngõ cụt rồi quý vị ơi. Quay đầu ra thôi. Đây tôi sẽ quay đầu ngược ra nha quý vị. Ở trong này ngõ cụt rồi. Rất là nhiều cái hẻm nhỏ nhưng mà không có thông ra ngoài được. Đó, thì tôi đi vào cái hẻm này để quý vị xem lại cho đỡ nhớ. Đây, thẳng đây chúng ta lại quay ngược ra cái chợ nhỏ vậy nha. Chợ nhỏ cộng 2 đây, trên cái đường Phan Đình Phùng. Đây có một cái đường bên đây này. Đây có một cái hẻm bên đây. Tôi đi vô luôn. Tôi vô cái hẻm này luôn. Để quý vị nào mà sống ở bên cái hẻm này thì quý vị có thể xem lại được. Vô hẻm này luôn. Ồ, cái hẻm này có vẻ cũng hẻm cụt luôn á. Ở đây. Cứ đi vào cái hẻm này ha. Đi thẳng đây. Đây, ra đây ngõ cụt luôn nè. Chị ơi, chị cho em hỏi cái hẻm này đi thẳng được không chị? Tới đây là hết rồi. Tới đây là hết rồi hả chị hả? Bọc dọc đường này là bọc ra ngoài chợ lại. À, đi cái đường này đó hả chị hả? Dạ, dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Này vô tới đây là hết rồi. À, hết rồi, chúng ta quay ngược ở đây. Ta quay ngược ra đây rồi đi ngược ra lại cái chợ nhỏ cộng 2 quý vị. Ngược ra đây chúng ta đi ngược ra lại cái chợ nhỏ cộng 2. Đấy, thì Phú cứ đi như vậy để quý vị xem được rõ hơn. Vậy là đúng như suy đoán của Phú là trong này những con hẻm nhỏ rất là nhiều nhưng mà đều là ngõ cụt hết quý vị. Đây, cũng quay ngược ra chợ nhỏ cộng 2 này. Hãy đi như vậy để quý vị có thể xem kỹ được. Đấy, ở bên trong con hẻm này. Đây, chúng ta đi ra ngược lại chợ nhỏ cổng 2 này. Đấy quý vị, chợ nhỏ cổng 2 ha. Đấy, quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đây là ngay khu vực chỗ cổng 2 Dốc Sỏi đây. Thì cũng sẽ đi ra tới ngay một chỗ chùa Bửu Hưng, là chùa Cô Hồn nè. Cũng lại quay ngược vô và đi qua bên cái hẻm Bắc Hà, quay cho quý vị xem luôn tiện thể trên cái chuyến đi này. Đây, tới đây cũng sẽ quay đầu ngược lại nha. Bên kia là chùa Bửu Hưng, chùa Cô Hồn này. Ngay cái chỗ này có cái tiệm nhà thuốc Sĩ Mẫn này. Đấy là cái hẻm Bắc Hà đây. Đó, tôi sẽ đi vào cái hẻm này. Nó là hẻm 223 đường Phan Đình Phùng. Đấy, tiện thể thì quay cho quý vị xem luôn. Xem là bây giờ có gì thay đổi hay không. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhé. Wow, sáng nay hẻm này đông quá. Hẻm Bắc Hà. Nhiều khi người ta chọn những con đường này người ta đi để tránh tình trạng mà kẹt xe quý vị. Cũng như là các chị em phụ nữ người ta hay đi đường trong hẻm này nè. Đỡ xe lớn nhiều hơn. Nhưng mà xui sao đi vô đây thì cũng gặp xe lớn chui vào đây, làm cho con đường nó lại đông hơn nữa. Đấy, quý vị thấy ở trong này giờ dân cư là giàu lắm. Đấy,
nhà cửa đồ xây rất là đẹp. Thì cái đường này chúng ta đi thẳng ra là nó ra ngay cái đường Huỳnh Văn Lũy, nó dài đấy quý vị, thuộc phường Quang Vinh. Đấy, thấy nhà cửa đẹp không, tuyệt vời luôn, nhà cửa ở đây khỏi chê luôn. Còn ở khúc chỗ này thì tôi thấy là có một số nhà mà cũ cũ cổ cổ từ hồi xưa. Sắp ra tới ngoài rồi, sắp ra tới cái đường Huỳnh Văn Lũy rồi. Ô, cái mít này, có thể cái mít rồi. À, trời trái luôn. Đấy, đây còn miếng đất trống này. Ngay bên này là trường tiểu học Quang Vinh rồi. Trường tiểu học Quang Vinh, đường Huỳnh Văn Lũy. Và chỗ này là nó cũng thuộc phường Quang Vinh luôn rồi. Chúng ta kết thúc cái hẻm Bắc Hà và ra tới đây cũng lại tiếp tục đưa quý vị đi tiếp luôn một cái hẻm nữa ở đây. Đây, chúng ta băng qua đường nha quý vị nha. Đây, đây là đường Huỳnh Văn Lũy này. Ta đi tiếp luôn một cái đường ở đây. Đi vào đây quý vị. Đi tiếp vào cái hẻm này gọi là cái hẻm Mã Tù. Đi cho vị xem ha, hẻm Mã Tù. Cái hẻm này chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ ra ngay cái đường Hồ Văn Đại, xóm cây tràm, phường Quang Vinh. Vậy thôi. Đây vẫn còn nhiều cái ngôi nhà mà cổ hồi xưa. Lâu lâu đi lại quý vị cập nhật xem đây là nó có gì thay đổi không quý vị ha. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đây là hẻm Mã Tù quý vị nhé. Bỏ cặp vàng đẹp quá quý vị. Trong này bây giờ là dân giàu không rồi. Xây nhà cao tầng không quý vị. Nhìn rất là khang trang và đẹp. Đường xá bây giờ nói chung là sạch đẹp hơn hồi xưa rất là nhiều. Nó không có bị là đường đất đá hồi trước nữa. Mặc dù là không phải là đường trải nhựa đẹp gì cho lắm nhưng mà nói chung là đi cũng rất là ok. Chúng ta sắp sửa ra tới cái đường Hồ Văn Đại, xóm cây tràm. Đây quý vị ơi, trước mặt quý vị đó là cái đường Hồ Văn Đại cắt ngang xóm cây tràm. Nó nằm ở gần ngay chỗ chợ nhỏ xóm cây tràm luôn. Đây nè, trước mặt quý vị đây là chợ nhỏ xóm cây tràm. Khu đi ngược ra cái hướng đường cách mạng tháng 8. Đấy. Chợ nhỏ xóm cây tràm. Ở đây chúng ta gặp một cái đường cắt ngang, đó chính là đường cách mạng 8 nè. Thì Phú sẽ tiếp tục đến những khu vực khác quay cho quý vị xem. Thì hôm nay thì theo yêu cầu của một số quý vị muốn Phú quay lại cái khu vực chợ nhỏ cổng 2 dốc sỏi, cũng như là con hẻm ở gần chợ nhỏ cổng 2. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mình chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an quý vị nhé.